dù là với những hình nhỏ hơn nhưng cũng là đô công, liệu đô công sẽ dùng kỹ thuật gì, còn đánh gì để có thể đánh được thắng đô đô hình của Thừa Thiên Huế. Đô hình là có thân hình to hơn, sức trẻ hơn, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của đô Nguyễn Tiến Công của Sóc Sơn, đô Nguyễn Tiến Công của Sóc Sơn thì là một đô đã nhiều năm chinh chiến ở các giải hội làng và cũng đã rất là nhiều năm lấy giải ở quanh khu vực Đông Anh của chúng ta. Ban tổ chức xét thấy đô công đủ sức khỏe để tham gia thi đấu, cho nên chúng tôi chấp thuận cho đô công vào thi đấu với đô Phạm Phước Huy của Thừa Thiên Huế. Liệu rằng là một bên về kinh nghiệm và một bên về sức trẻ, bên nào sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này? Vâng, làm gì? Vâng, hai đô đang mỗi đô ôm chân của nhau rồi. Vâng, xin bà con cho một tràng vỗ tay. Vâng, chạy thôi. Vâng, ngoài rồi. Vâng, rất nhanh. Vâng, bằng một kỹ thuật nắm khố đô công đã sang sau, nhưng đô đình đã rất là nhanh. Sau trang vật này xin mời ở giải vật nữ, đô Hoàng Thị Anh Thơ và đô Nguyễn Thị Thu Nguyệt chuẩn bị trang phục. Ở leo nữ của địa phương, leo nữ của địa phương đô Nguyễn Thị Thu Nga của Châu Phong đang giữ. Xin mời các đô nữ của địa phương ạ. Xin mời các đô nữ của địa phương lên bàn ban tổ chức để xin theo đô Nguyễn Thị Thu Nga của Châu Phong. Đô của đội hiện nay có và trước lý có ủng hộ thêm vào giải nhất là 500.000 đồng. Như vậy hiện nay giải nhất của chúng ta trị giá 28.500.000 đồng. Vâng, thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn ông bà trước lý và kính chúc ông bà cùng toàn thể gia đình một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và sự như ý. Xin phép đô tiếp tục. Cầm chìa khóa của bên chùa, xin mời bà hãy mang chủ chìa khóa lên cho ban tổ chức để cho anh mở cửa bên chùa. Ban tổ chức xin thông báo lại một nữa, xin mời bà Nghiêm ạ. Xin mời bà Nghiêm ạ. Sườn rất tay đô công đã nhất thắng ở giải A. Vâng, xin bà con cho một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Bà con hôm nay được chứng những cái kèo vật rất là hay của các sân sứ hơi nhỏ, các những âm đồ quốc gia. Đô Nguyễn Tiến Công của Sóc Sơn tất thắng mang khố đỏ, đô Nghiêm Đình Cảnh của Y Phong khố xanh, xin theo hai đô vào giữa thẳng. Hello.
trận đấu bắt đầu. Vào ngày 5, 6, ông Đô Nghiêm Đình Cảnh đến từ sứ vật Bắc Linh cũng đã về chạy hội với lễ hội làng, lễ hội cổ loa và đã toàn thắng giải nhì ở lễ hội cổ loa. Liệu năm nay Đô Nghiêm Đình Cảnh về với lễ hội quẩy cho con chúng ta, liệu có làm mưa làm gió như những gì ông Đô đã làm ở sứ vật cổ loa không? Làm gì không? Làm gì không? Tiếp tục. Vâng, Đô Cảnh cũng chuyển sang chạy rất nhanh. Thực hiện kỹ thuật kéo bó. Thi đấu rất quyết liệt của hai đô. Hai đô chỉnh lại trang phục một chút ạ. Vâng, đứt khố rồi. Phải nói là Đô Cảnh là dùng một kỹ thuật tóm khố và dùng lực rất là mạnh, làm cho khố của ban tổ chức còn đứt. Đô Cảnh hiện nay thì đang làm công việc tự do. Một ngày là Đô Cảnh bốc 2 tấn sắt. Xin thưa quý vị khán giả, tôi đang là Đô Cảnh, là có nói ban tổ chức là cho là tôi là xin là theo, bởi vì tôi vật là cả buổi chiều mà không biết mệt. Xin mời hai đô của giải nhì vào tiếp tục thi đấu. Truyền thống thôn Châu Phong đang được truyền hình trực tiếp trên trang Đông Anh Lưu. Nếu như quý vị khán giả chưa sắp xếp thời gian đến xem trực tiếp được thì chúng ta có thể truy cập vào trang Đông Anh Lưu để chúng ta có thể theo dõi truyền hình trực tiếp để cổ vũ cho các đô từ xa. Tiếp tục xa xa rồi. Rồi. Vâng, rất khôn khéo. Trong vật dân tộc là như vậy, có thắng có thua, có công có thủ. Khi các ông đô giành được ưu thế, các ông đô sẽ thừa thắng xông lên. Còn các đô thất thủ, các đô sẽ tìm phi thân ra ngoài nhằm tránh miếng đánh của đối phương. Phải nói là giải vật truyền thống thôn Châu Phong theo ban tổ chức chúng tôi là đến giờ phút này là đang thành công rất là rực rỡ đến 100% rồi. Vâng, và cũng rất hy vọng là toàn thể bà con nhân dân thôn Châu Phong chúng ta chạm vỗ tay thật lớn để khích lệ cho thi đấu của các đô. Làm gì được không? Vâng, Đô Cảnh chuẩn bị thực hiện miếng kéo võ rồi. Lên được không? Chưa lên. Alo. Làm
alo alo. Chưa được, chưa được. Xin mời trọng tài, xin mời trọng tài Cường. Dạ vâng, đề nghị cấp ủy ban vào cuộc đi ạ. Xin hỏi toàn thể nhân dân đã nổi chưa ạ? Dạ vâng, mới một chân nổi thôi, còn một chân vẫn còn trên mặt thảm. Xin mời Ido tiếp tục quả thi đấu. Vâng, xin tất cả khán giả chúng ta cho một tràng vỗ tay ạ. Sau khi chúng tôi tham khảo của trọng tài chống và trọng tài biên thì xét thấy là Đô Cảnh là mới chỉ nổi một chân thôi. Dạ vâng, về với lễ hội của hội châu phòng chúng tôi được thua vui vẻ, hãy cố bắt tay vui vẻ thì được. Xin chúng ta báo tay thật to để cổ vũ cho Idol ạ. Vâng, rất tuyệt vời với tinh thần thi đấu của Idol. Vâng, đây thì bên bộ phận âm thanh là chúng ta chỉnh lại cái mic từ nãy giờ, ban tổ chức chúng tôi thấy là có vẻ thanh là hơi bị chậm chần đấy ạ. Tại tiếp tục là cái kéo bó, liệu rằng lần này Đô Cảnh có quyết tâm để có thể giành chiến thắng trong trận đấu này hay không? Vâng, quay tròn, lên được không? Chưa được, chưa được, rất khó khăn, chưa được, chưa được. Một phút nữa thôi, chưa. Vâng, chưa được. Hai đô đang dùng kỹ thuật nhấc khố lồi. Thi đô công ngã nhưng mà đô công mới chỉ nghiêng thôi. Lổi cũng chưa lổi hẳn mà ngửa cũng chưa ngửa hẳn. Vâng, mời anh ấy tiếp tục đấu vào tiếp tục thi đấu rất quyết liệt. Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin thông báo với tất cả các đô là được thua rõ ràng, đã lổi là phải lổi hẳn mà ngửa là phải ngửa hẳn nhá. Chỉ nghiêng nghiêng với lại lổi mập mờ là chưa xử. Vào ngày 6 của hội của lễ hội của Loa Đô Cộng, xin lỗi Đô Cảnh, đến từ xứ Bắc Linh cũng đã toàn thắng giải 2 của lễ hội của Loa. Nhưng năm nay về rồi. Đô Cảnh có gì thắc mắc ạ? Xin hỏi toàn thể nhân dân đã nổi chưa? Vâng, như vậy thắng thua đã rõ, xin mời Idol vào giữa đảm, chúng tôi công bố kết quả. Và như vậy, Đô Nguyễn Tiến Công, Sới Vật, Sóc Sơn nhị thắng giải 3. Xin mời Sới Vật Bắc Linh tiếp tục gửi 3. Đô Nguyễn Tiến Công của Sóc Sơn đã nhị thắng mang khố đỏ. Đô Nguyễn Văn Dũng của Linh Hiệp khố xanh xin theo. Xin mời hai đô vào giữa thảm chuẩn bị xe đài. Vâng, Đô Dũng đang xe đài theo lối quăng chài kéo cá đại diện cho một trong những sới vật ở ven biển. Rất hay, ông Đô Dũng sinh ra và lớn lên tại quê hương Linh Hiệp nhưng đang học tập công tác tại Sở Thể dục Thể thao Quân đội Nhân dân, đang mang cho mình quân hàm đại úy. Lay về với hội quân châu phòng chúng ta đưa rằng sới vật quân đội có lần đầu tiên ghi tên mình trên bảng vàng quê hương châu phòng chúng ta hay không? Cùng chờ xem Đô Dũng sẽ thể hiện. Vâng, như vậy hiện nay ở giải nhất ngoài rồi trị giá 28.500.000 đồng, ban tổ chức chúng tôi nhận được tấm lòng hảo tâm của anh chị Quảng Thu đã ủng hộ mỗi giải là 1.000.000 đồng vào nữa. Như vậy hiện nay giải nhất trị giá 29.500.000 đồng và giải nhì trị giá 17.000.000 đồng và ở giải ba trị giá 13.000.000 đồng. Chúng tôi xin thông báo để toàn thể bà con nhân dân và các đô nắm được. Vâng, ngoài rồi. Vâng, và rồi chúng tôi đã nhận được tấm lòng của anh chị Quảng Thu thì được biết là anh Quảng ngày xưa cũng là
một người rất là yêu thích thể thao, thì không biết là anh Quảng có muốn lên để thử sức với lại các đôi nữ không ạ? Anh Quảng Thu đâu ạ? Vâng, ban tổ chức vừa nhìn thấy anh Quảng Thu. Làm gì không? Vâng, sau trận đấu này xin mời hai đô ở giải nhất, đô Nguyễn Văn Quảng của Thừa Thiên Huế đã nhất thắng. Hiện nay có đô Bùi Mạnh Thường của Hà Nội xin theo, xin mời hai đô chuẩn bị trang phục. Vâng, hai đô tiếp tục khóa được một chân của nhau rồi. Làm gì không? Vâng, rất khôn ngoan. Ngoài rồi. Hai đô vào giữa giới tiếp tục thi đấu. Ghi đô đỏ Trịnh Thành Phố. Vâng, phải nói là mùa hội năm nay là các đôi nữ về với lễ hội quê hương là toàn những đôi xinh gái thôi. Hôm qua thì như chúng tôi đã giới thiệu là đô Hoàng Thị Anh Thơ của Quảng Trị nói rằng là nếu mà vật với trai làng mà nếu mà anh làm mà vật thắng được ý, thì là xin về làm dâu của Châu Phong luôn. Vâng, xin mời ở Lèo Thường đô Nghiêm Đình Cảnh xin giữ và có đô Phụng ở địa phương xin theo vào phá đô cảnh. Xin mời hai đô chuẩn bị trang phục. Kính thưa toàn thể nhân dân cũng như quý khách thập phương đang được theo dõi chứng kiến keo vật của giải 3 giữa ông đô Nguyễn Tiến Công đến từ sới vật Sóc Sơn, người mang phố đỏ, gặp đô Nguyễn Văn Dũng, sở thể dục thể thao quân đội, người mang phố xanh xin vào theo. Vâng, và hiện nay ở giải nữ, đô Lê Thị Quỳnh Như của Thừa Thiên Huế đã nhất thắng. Vâng, không hổ danh là một trong những ông đô rất nổi tiếng của khu vực Sóc Sơn. Lay về với hội quậy Châu Phong chúng ta cũng đã lần đầu tiên ghi tên mình trên bảng vàng quê hương Châu Phong chúng ta. Vâng, xin được chúc mừng thành tích của ông đô Nguyễn Tiến Công và xin được chúc mừng sới vật Sóc Sơn. Như vậy ông đô Nguyễn Tiến Công đã toàn thắng ở giải 3.